Chào cả nhà đã đến với kênh Bethany Marketing, kênh kiếm tiền, học và cùng trải nghiệm với Facebook. Thì hôm nay chủ đề của chúng ta đó chính là làm sao để tạo ra được cái thứ đang hiển thị trên màn hình của tất cả các bạn á. Đó chính là một cái clip. Thứ nhất là có caption nó như thế này. Cái thứ hai nó có một cái tỷ lệ vuông, và cái thứ ba là chúng ta phải làm như thế nào mà nó phải chuẩn HD, nó không bị bớt cái tỷ lệ lại. Được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng làm điều đó. Tại vì sao? Mình đang làm một cái video về spa cho một khách hàng, thì mình thấy là cái này nó cũng sẽ khá là hay, bởi vì nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn trong cái việc là chạy quảng cáo, nó sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Và đây đang là một cái trend trong cái việc là tạo clip á, bạn sẽ thấy rất là nhiều, và sẽ thấy rất là nhiều. Tại sao? Tại vì Facebook người ta sẽ sử dụng bằng cái smartphone nhiều hơn so với là máy tính, đúng không ạ? Cho nên là nếu với cái tỷ lệ này thì nó sẽ hiển thị trên cái điện thoại của bạn, nó sẽ khá là dễ, là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà có cái caption như thế này á, thì cái việc đọc vào mắt bạn cái nội dung á, khi bạn đặt được những cái tiêu đề nó hấp dẫn á, thì nó sẽ lôi kéo được cái người xem dễ dàng hơn là cái việc là bạn up một cái video tròn trĩnh trong cái phạm vi như thế này, và nó sẽ không thể nào thu hút người ta dừng chân lại để người ta coi cái clip của mình. Vì vậy là người ta, khi mà khách hàng á, họ chỉ có 3 giây để họ xem cái bài viết của bạn, và trong 3 giây đó họ chỉ đủ thời gian để họ đọc cái tiêu đề thôi. Vì vậy cái tiêu đề của bạn phải ngắn gọn và nó thật sự hấp dẫn để lôi cuốn người xem, thì bạn sẽ tăng được cái lượt xem và cũng như là tăng được giá trị đơn hàng. Như là, thì đó là cách mà mình đã chia sẻ về cái phần content rồi, mình không nói nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói là chúng ta sẽ làm sao để tạo được cái clip này mà không bị bóp chất lượng HD nè. Thì chúng ta sẽ thấy khi mấy bạn up một cái video lên thì nó sẽ có cái phần như thế này. Thứ nhất là độ dài 3 phút nè. Đây là những cái gì mà Facebook nó khuyến nghị với bạn. Thì thứ nhất là video phải có độ dài 3 phút nè, là kích thích người xem á, thì để mà có thể bật quảng cáo được. Cái thứ hai nữa là mô tả là cái thẻ mô tả, là cái những cái phần mà viết cái nội dung cho cái bài viết. Cái thứ hai là những cái thẻ, những cái tag, và chúng ta sẽ là những cái tag nó liên quan tới cái bài viết của mình, cái sản phẩm của mình. Và cái thứ tư nữa là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao làm cho cái này nó màu xanh đây. Thì hiện tại mình đang up một cái video lên nhưng mà nó có dấu đỏ ở đây, là chứng tỏ là cái này nó chưa thỏa mãn, nó chưa đạt tiêu chuẩn, được không ạ? Thì làm sao chúng ta làm được một cái video này mà up lên thì ở đây nó vẫn ra màu xanh, được chưa nào? Thì bây giờ bước đầu tiên trong cái phần này á, thì chúng ta sẽ phải cài đặt lại cái trang cá nhân của mình, làm sao để cho mình được quyền up video lên mà không bị giảm chất lượng hình ảnh xuống. Tại vì theo mặc định của Facebook á, thì khi bạn up một cái video lên nó sẽ tự động giảm chất lượng hình ảnh xuống để cho giảm tải cái việc là kho dữ liệu của họ không bị quá tải. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bật cái này, tính năng này lên, thì bạn vào cài đặt và chọn video. Thì trong đây các bạn sẽ quan tâm tới cái phần đầu tiên thôi. Đó chính là chất lượng video, mặc định của video nè. Thì ở trong đây nó sẽ có 3 phần. Thứ nhất là mặc định, cái thứ hai là chỉ là video SD, có nghĩa là nó đạt SD là nó là chuẩn hình như là 480 á, 480p á. Rồi và cái thứ hai nữa là, cái thứ ba nữa là HD nếu khả dụng. Thì mình chọn một phần này để mình kích hoạt cái tính năng gọi là được quyền up video HD, được nha. Rồi cái tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, đó chính là tạo ra cái video, ra cái video HD theo tỷ lệ. Thì chúng ta sẽ có những cái tỷ lệ như sau mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất đó chính là tỷ lệ này. Nếu mà tỷ lệ full HD á, thì là 1080 á, thì nó sẽ là khung ảnh của nó sẽ là 1920 x 180. Còn đối với HD á, là 720 á, thì nó sẽ là 1280 x 720, được không ạ? Thì nó sẽ ra được cái video là full HD và HD. Nhưng các vấn đề ở đây, chúng ta sẽ không thể nào đặt caption vào cái những cái video như thế này, bởi vì nó là cái video ngang, cái tỷ lệ ngang của nó, và dẫn tới cái câu chuyện đó chính là chúng ta không thể chèn được những nội dung caption trên dưới. Mà hôm nay chúng ta đang tìm hiểu một cái video mà nó có thể chèn được caption, mà thì nó phải tương đương với tỷ lệ là tỷ lệ vuông, được chưa? Thì chúng ta sẽ có những cái, mấy bạn sẽ lên mạng, mấy bạn sẽ đọc, và không có một tài liệu nào về nó nói là làm sao để mà chúng ta có thể có một cái video mà nó vuông mà có thể up lên HD được. Mình bảo đảm luôn, tất cả tài liệu này không có. Nó chỉ có thể hướng dẫn cho bạn tạo ra một cái video vuông thì có, nhưng mà để up lên HD thì không có. Thì Facebook nó có một cái tỷ lệ, có những cái tỷ lệ như sau. Thứ nhất là tỷ lệ HD và full HD thì mình đã nói, và cái tỷ lệ thứ ba nữa các bạn sẽ tìm hiểu đó, nó sẽ là tỷ lệ 1:1. Có nghĩa rằng là bạn sẽ up một cái video nó hình vuông,
như thế này, bạn sẽ tạo ra bằng Capacia đây, bạn sẽ vào trong đây và bạn chọn là project setting, được không ạ? Bạn chọn một cái tỷ lệ vuông là 1080, nó ra hình vuông đúng không ạ? Đây thì nó sẽ ra một cái video hình vuông, được không ạ? Thì chúng ta xuất ra thì nó sẽ ra video hình vuông. Tuy nhiên có một, mình nghĩ rằng Facebook nó chưa update được cái vấn đề này, dẫn tới cái việc rằng là cho dù bạn xuất ra cái video vuông rồi, bạn up lên 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 page của bạn, nó vẫn cho down về, bạn bấm vào download nó vẫn cho down về là chuẩn HD đúng không ạ? Tuy nhiên nếu bạn để tỷ lệ vuông thì cái phần này nó cũng sẽ không được tích, nó không được tích tích xanh lên, nó vẫn là đỏ, dẫn tới cái việc là chúng ta sẽ bị, có thể bị bóp cái tỷ lệ, là đã bị giảm cái tỷ lệ mà chúng ta không biết. À, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao chúng ta giải quyết câu chuyện này. Thì có một cái tỷ lệ mà mình test rất là nhiều lần thì nó ra một cái tỷ lệ như sau, đó là tỷ lệ đây, một tỷ lệ tiêu chuẩn là 1280 chia cho 1080, nó sẽ không vuông quá, nó không vuông quá nhưng đủ không gian và phạm vi để tất cả các bạn có thể tạo ra một cái video có cái thứ gọi là cái dòng caption để bạn đặt này, nó không vuông quá đúng không ạ? Thì bây giờ mấy bạn sẽ export cái một, và bạn đưa một cái clip vào, một cái clip nào đó vào. Bây giờ mình thử nha, mình sẽ đưa một cái video đại loại nào đây. Đây video này thì nó sẽ có tỷ lệ là bao nhiêu, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng coi thử nha. Đó, thì mình lấy một cái video này ở trên mạng về, thì mình sẽ coi thử video này nó có một cái tỷ lệ, đó chính là 1280 nhân 720, có nghĩa là cái sản phẩm này nó đang là chuẩn HD, chuẩn HD. Thì khi mà up một cái video mà nó kích thước như thế này lên Facebook á, thì chắc chắn nó sẽ bật HD cho bạn, nếu mà bạn bạn đã bắt đầu cài đặt y như mình chia sẻ rồi. Tuy nhiên bạn muốn thêm những cái dòng caption vô thì bạn bỏ vào trong đây, bạn thấy không ạ? Thì sẽ trống hai cái đoạn đen, hai đoạn đen này bạn sẽ có quyền bỏ cái nội dung vào, đúng không ạ? Thì bây giờ mình làm đại nha, nội dung đó ABC ở bên trên đó, và ABC ở bên dưới, thì nó sẽ cho mấy bạn ra một cái video à, có caption rõ ràng chưa, và sau đó mấy bạn sẽ xuất ra cho mình là mấy bạn sẽ xuất theo cái tiêu chuẩn là Full HD. Ừ, chọn ở đây và xuất ở đây, Next là xong, xuất ra là HD. Thì bây giờ mình sẽ up thử, cho tất cả bạn xem nha, một cái video mà tỷ lệ vuông và một cái video mà chúng ta sẽ thấy nó là tỷ lệ mà mình vừa chia sẻ, thì mình có làm ở đây rồi. Ở trong đây nó sẽ có ba cái clip, thì cái clip này là cái clip mình đào trên mạng về này, mình đào trên mạng về để làm thử cho tất cả các bạn xem. Thì cái clip này nó có tỷ lệ là 640 nhân cho 640, thì mình thấy nó chưa chạm tới ngưỡng HD, nó chỉ nằm ở vượt qua khỏi cái thằng phần phần 480 chút xíu, nên là mình đẩy nó lên luôn, mình đẩy nó là tỷ lệ vuông. Nó sẽ có hai clip, một clip là tỷ lệ vuông là 1080 với lại là 1280, được không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ xem thử nha. Thì thằng này mình cho các bạn coi, thì tỷ lệ của thằng này nó sẽ là 1080 nè, nhân 1080 nó là hình vuông, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, thằng một cái clip mà mình vừa mới tạo ra hồi nãy thì nó có tỷ lệ như mình vừa chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là 1280 nhân cho là 1080. Đây, thấy không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ up thử nha, để tất cả bạn có thể thấy được rằng là chúng ta làm sao để giải quyết cái việc này. Thì chúng ta sẽ vào cái studio, hoặc là bạn có thể up trực tiếp trên cái page của mình luôn. Thì bây giờ Facebook nó có một cái loại mới, đó chính là up thông qua cái studio. Thì mấy bạn có thể vào phần cài cài đặt để mà chúng ta chuyển sang dạng là studio, thì cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc inbox cho inbox bên phía dưới thì mình sẽ hỗ trợ nha. Còn vào phần công cụ đăng đó, trong phần công cụ đăng này nó sẽ có cái phần là video á, thì các bạn sẽ chuyển trực tiếp sang cái studio để các bạn up cho nó dễ hơn. Thì trong bây giờ Facebook nó đã tách cái phần việc up video sang một cái dạng khác, giúp tất cả các bạn dễ dàng quản lý cái thư viện video của mình hơn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể up trực tiếp trên đây, thì tùy mọi người nha, nhưng mà mình up bên studio để kiểm tra, dễ dàng kiểm tra chất lượng có chuẩn HD hay không. Thì bây giờ mình studio này nó dạng như thế này, mình sẽ up một cái video lên. Rồi đầu tiên mình sẽ up một cái video tỷ lệ vuông trước cho tất cả các bạn xem, đó chính là tỷ lệ 1080 nè, mình nâng lên rồi ha, bạn up lên. Thì khi các bạn up lên, bạn chọn một cái file rồi, thì khi các bạn up lên thì các bạn sẽ điền tất cả các tiêu đề này, điền đại đi,
mô tả, video phải có mô tả nha. Và trong mô tả này bạn nên đặt những cái hashtag như thế này về cái nội dung mà mấy bạn muốn truyền tải tới cái khách, tới khách hàng, hoặc là tới những cái thông điệp mà bạn muốn chia sẻ. Ví dụ như là điều trị mụn tốt nhất Tây Ninh, điều trị mụn, hoặc là dịch vụ spa uy tín tại Tây Ninh, đại loại như vậy. Thì có nghĩa là hashtag là những cái thứ mà nó là một cái key từ khóa để khách hàng có thể search trên cái thanh công cụ tìm kiếm của Facebook, và nó sẽ trỏ về những cái hashtag như thế này. Thì bạn nên đặt những cái hashtag đó. Ngoài ra thì trong video nó sẽ còn có những cái thẻ này nó sẽ giúp cho Facebook định dạng được là video của bạn là dạng loại loại hình video gì. Thì ví dụ như trong ở đây mình làm một cái video về giải trí, thì ở đây chúng ta sẽ có ghi là giải trí nè, rồi hài hước nè, vân vân như vậy. Thì chúng ta nên có những cái thẻ để Facebook có thể hiểu được bạn đang là dạng cái dạng video gì. Và cái thứ hai nữa, trong cái phần setup á, thì nó có phần hình thu nhỏ nè, thì nó sẽ cho bạn chọn một số cái hình thu nhỏ mà mặc định. Ngoài ra là bạn cũng có thể tạo ra một cái hình thu nhỏ làm sao mà nó thu hút hơn, kích thích hơn, và cái việc là tạo ra xong một cái hình ảnh và bạn thêm vào phần chỗ này. Thì phần này mình không có nói nhiều nha, mình sẽ đi qua để chúng ta thấy. Đây, khi chúng ta dùng dùng một cái video tỷ lệ là 1080 nhân 1080 thì nó sẽ ra cái này, nó vẫn ẩn đi, mặc dù là mình đã nâng độ cái phần độ phân giải của cái clip lên rồi đó, nhưng mà cái này nó vẫn bị tích đỏ, mà thấy không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái khác, là chúng ta sẽ up một cái video mà nó là cái phần mà hồi nãy mình chia sẻ theo tỷ lệ là 1280 nhân 1280, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử tìm hiểu nha. Rồi mình sẽ chọn cái video đó, hồi nãy mình mới làm ra cái video này, mình thấy hay mình chia sẻ luôn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ up lên trang Infinity Marketing của mình. Rồi mình đặt cái tiêu đề, tạo cái tiêu đề gì đó, rồi thẻ và thẻ thẻ hài gì đi. Rồi rồi trong thời gian chờ quát cái video này lên, thì mình sẽ có một số cái mà chia sẻ để tất cả các bạn cùng lưu ý. Thì cái thứ nhất, để làm sao để có một cái video nó đẹp, thứ nhất là bạn cần phải lưu ý cái điều đầu tiên quan trọng nhất, đó chính là cái nguồn vào của video. Có nghĩa là cái nguồn vào bạn phải download được một cái, một download một cái clip, hoặc là bạn phải tạo ra một cái clip về cơ bản nó theo phải chuẩn HD ở cái mức tiêu chuẩn. Thì có nghĩa là sao, thì bạn phải có một cái video nè thấp nhất là phải HD, từ HD đến Full HD theo tỷ lệ tiêu chuẩn. Thì tỷ lệ tiêu chuẩn là tỷ lệ như thế nào thì nãy mình đã chia sẻ rồi. Ví dụ như Full HD thì nó là 1920 nhân 1080, còn HD nó sẽ là 1280 nhân 720 đó. Thì bạn phải có cái nguồn vào của video nó chất lượng trước, thì có nghĩa là nó phải đẹp, nó phải hình ảnh nó sắc nét, và nội dung của nó phải hấp dẫn, được chưa? Thì sau khi có cái nguồn vào rồi thì bạn bắt đầu mới tạo. Cái thứ hai, bạn cần phải tạo ra một cái caption. Một cái caption có nghĩa là một cái tiêu đề, một cái dòng chữ, hai cái dòng chữ đó nó phải ngắn và nó đủ sức, gọi là sức hấp dẫn, đúng không ạ? Thì khi bạn kết hợp được hai cái vấn đề này, là vấn đề thứ nhất là cái video của bạn nó đẹp, nó hay và nó ý nghĩa, và cái thứ hai nữa, caption của bạn nó đủ sức hấp dẫn rồi đó, thì tỷ lệ click vào cái video của bạn sẽ rất là cao đó, thì người ta sẽ xem video của bạn. Còn thay vì cứ chạy quảng cáo và tăng cái độ hiển thị, nghĩa là cứ tiếp cận mà người ta không click vào, tỷ lệ click cực kỳ thấp, thì dẫn tới cái việc thì nó xảy ra những trường hợp. Thứ nhất là video bạn không hấp dẫn, cái thứ hai nữa là cái caption của bạn, cái caption của bạn nó không đủ sức lôi cuốn. Rồi thì ở đây mình sẽ phân ra hai loại. Thứ nhất, nếu bạn làm AdRed có nghĩa là bạn làm video để kiếm tiền từ YouTube á, thì bạn phải làm video tối thiểu 1 phút. Tại vì sao ạ? Tại vì từ 1 phút đổ lên thì bạn mới được quyền bật quảng cáo. Còn cái dạng thứ hai, nếu nếu bạn làm là clip quảng cáo thì bạn nên cô đọng lại, làm sao cái clip của bạn nó chỉ tầm 15 tới 20 giây thôi. Thì khi mà bạn chạy như thế này á, 15 tới 20 giây, thì nó sẽ giúp các bạn tiếp cận luôn cả, chạy luôn cả trong cái phần là chèn vào cái clip của bạn, sẽ bật được cái quảng cáo trong luồng luôn.
Có nghĩa là khi mà clip bạn 15 tới 20 giây á, thì bạn chọn tính năng là tiếp cận video hoặc là tương tác á, thì nó sẽ chèn được trực tiếp vào cái phần là address, cái phần clip nào mà đã bật tính năng address. Thì cái này nó hơi khó hiểu đúng không ạ? Cho nên là về cơ bản trước mắt các bạn làm cho mình là một cái, các bạn chỉ cần làm hai phần này cho mình trước đầu tiên. Rồi nếu mà hai phần này các bạn đã cứng thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm về address và quảng cáo trong luồng. Thì các bạn sẽ hiểu những gì mà mình chia sẻ. Còn cái này về cơ bản mình đang nói về những cái thứ cơ bản nhất, thì để giúp tất cả bạn up một cái clip HD lên trên đây mà không bị giảm tỷ lệ. Rồi bây giờ mình đã up xong rồi thì mình qua đây thì bạn sẽ thấy không ạ, ở đây nó đã bắt đầu chết xanh, thì có nghĩa là khi bạn up cái video này lên thì nó sẽ không bị giảm tỷ lệ. Và cái mà mình đang mong muốn đó chính là các bạn phải làm được điều này, đó chính là chúng ta làm sao mà up được một cái video video lên mà nó không bị giảm tỷ lệ hình ảnh xuất. Được không ạ? Rồi, thì nội dung của video này nó chỉ có vỏn vẹn như vậy. Đây là những cái thủ thuật, những mẹo vặt để chúng ta có thể làm được cái video quảng cáo tốt hơn, đẹp hơn, hấp dẫn hơn và làm sao để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, đúng không ạ? Thì nếu các bạn thấy thú vị đối với cái này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về nó nhé. Các bạn nên làm thử. Rồi, thì nội dung của video này mình đa số là mình sẽ nói nhanh. Mình đang soạn một cái về mà tặng tao tạo cái tăng cái lượt flow group đó. Nên là tăng lượt lượt like tự nhiên cho bay, chứ ta nên làm một cái video về đó, like tự nhiên cho bay đó. Rồi nhưng mà tự nhiên vô tình làm ra một cái clip này thì thấy khá là, suy nghĩ tới nội dung này thì khá là hay, cho nên là mình làm luôn, làm đại giúp tất cả các bạn có thể tiếp cận được khách hàng, mà cũng như là tạo ra những video tốt hơn để up lên YouTube, được không ạ? Rồi thì nội dung của chúng ta hôm nay nó rất là đơn giản, thì bây giờ nó sẽ có cô đọng là hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là các bạn phải cài đặt lại để làm sao up được cái video mà không bị bóp tỷ lệ xuống. Thì thứ nhất là các bạn phải cài đặt lại cái trang của mình để cho nó được cái tiêu chuẩn là HD. Cái thứ hai nữa, tạo cái video thứ nhất là theo tỷ lệ tiêu chuẩn của Facebook, là theo tỷ lệ tiêu chuẩn cơ bản là bao gồm như là clip HD là tỷ lệ gì và Full HD là tỷ lệ gì. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng tỷ lệ này để tạo ra clip vuông, hoặc tỷ lệ này cũng được, 1200x 1000, thì bạn vẫn có thể tạo ra được theo cái tỷ lệ này đó. Thì một trong hai tỷ lệ này nó vẫn tạo ra một cái clip tương đối vuông chứ không phải là vuông luôn. Thì tại vì nếu mà vuông luôn thì mình đã test cho bạn xem rồi đó, thì nếu mà vuông luôn á thì nó sẽ không thể nào mà chết được. Có thể là mình nghĩ là Facebook nó chưa update hết cái phần này, là cái thứ hai nữa cũng có thể là nguyên nhân là mình chưa tìm hiểu hết những cái tỷ lệ mà Facebook nó yêu cầu. Tại vì về cơ bản là những cái nguồn mà về video như thế này á, để up Facebook á, thì nó rất là hạn hẹp, bởi vì Facebook nó cũng chỉ mở cái tính năng video mới tầm khoảng 2-3 năm nay, dẫn tới cái việc là những cái bài viết, những cái thông tin về cái loại hình như thế này nó khá là ít. Cho nên là mình phải tự mày mò và tìm hiểu. Rồi, khi các bạn up được những cái tỷ lệ này lên thì chắc chắn nó sẽ tích được cái HD, giúp tất cả các bạn tạo ra một cái video HD và ý nghĩa và nó hay hơn, hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Rồi, và đây những cái phần lưu ý mà các bạn cần phải quan tâm nếu mà các bạn muốn làm video tốt, một cái video chuẩn. Ok à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một cái video khác về một cái chủ đề hấp dẫn hơn. Và trong hôm nay hoặc ngày mai tất cả các bạn sẽ có thêm một cái video nữa, là bên mình sẽ nói về là một cái chủ đề về kỹ năng, đó chính là chủ đề về mô hình quản lý nhân sự Smart Law. Thì Smart Law thì các bạn có thể tìm hiểu thử cái mô hình này trước và bắt đầu sẽ xem video của mình vào cái buổi chia sẻ tiếp theo. Mong rằng tất cả bạn sẽ thú vị đối với video này. Xin chào, hẹn gặp lại.